cho 20,4 gram Al2O3. Người ta kêu tính khối lượng của kim loại trong cái hợp chất này, trong Al2O3. Thì thứ nhất nè, thứ nhất bạn phải xác định đâu là kim loại trong cái hàng này, kim loại trong cái hàng này. Đó. Thì người nào tại nha, thì nhìn vào cái hàng đầu tiên á là kim loại, vậy là kim loại là Al, được chưa ạ? Người nào tại. Còn người nào thông minh hoặc là người nào có kiến thức thì các bạn cứ đọc dãy kim loại lên, dãy kim loại lên. Khi nào ba cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi vì Âu. Ok chưa ạ? Vậy đề số 2, vậy các bạn phải cần tính được khối lượng của A Al chấm hỏi trong cái Al2O3. Thì để tính được khối lượng của hàng này thì các bạn nhớ nè, phải tính được số mol của nó. Số mol A Al chấm hỏi. Đó, chấm hỏi. Được chưa? Thì giải như sau. Thứ nhất, các bạn phải tính được số mol của hàng này. À, trước khi tính được số mol đó, các bạn phải tính phân tử khối của hàng này nha. Phân tử khối của Al2O3. Thì cuối đề người ta sẽ cho Al, M lớn của Al á, là 27 DVC và M lớn của O sẽ là 16 DVC. Vậy mình sẽ tính được M lớn của Al2O3 sẽ bằng 27 nhân 2 cộng 16 nhân 3. Rồi, bạn bấm giúp lại ra bao nhiêu đi ạ? À? Bạn bắt đầu bạn bấm đi ạ. À? 27 nè. 27 nhân 2 cộng 16 nhân 3. Ra 100, 102 DVC. Ok chưa? Rồi, khi có M lớn nè và có M nhỏ nè thì các bạn sẽ tính được số mol của nó. Các bạn phải ghi lời văn nha, số mol của Al2O3. Số mol của Al2O3 sẽ bằng M nhỏ chia M lớn sẽ bằng là 20,4 nè, M nhỏ nè chia M lớn nè. Rồi, các bạn bấm máy tính giúp lại. Bấm máy tính. 20,4 chia 102 bằng ra bao nhiêu ạ? À? 0,2. 0,2 mol, 0,2 mol. Rồi, chỗ này các bạn tập trung giúp lại nha. Khi có số mol này chưa ạ? À? Khi có số mol của cả này chưa ạ? Vậy muốn tìm số mol của Al trong đây. Al nè, Al trong đây thì các bạn nhìn vô là mấy ạ? À? Số mấy ạ? À? Số 2 thì lấy số mol này nhân 2. Kịp không ạ? À? Mình nói lại nha, khi đã có số mol của hàng này rồi, bây giờ muốn tìm số mol của Al đúng không ạ? À? Al số mấy ạ? À? Số 2 thì lấy hàng này nhân 2. Vậy là NaAl sẽ bằng 0,2 nhân 2 là 0,4 mol. Khi đã có số mol của Al rồi thì ta tính được M nhỏ của Al bằng N nhân M lớn bằng 0,4 nè, nhân M lớn của nó cho là 20, 27 và các bạn bấm ra. Được chưa? Ok chưa bạn? Ok chưa bạn ơi? Okay.